Vâng, chào mừng tất cả các cô, chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay bên em giới thiệu cho anh chị một chiếc xe bản số đang đeo là 79A12430. Trước khi em review con xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi tất cả các cô, chú, anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống ha. Chiếc xe này thì hiệu lực đăng kiểm em nó còn tới ngày 5 tháng 8 năm 2023 với một mức giá bên em bán cho anh chị là 38 triệu đồng. Tên em nó là Dacia Note sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn, tay lái trợ lực. Vỏ bánh của em nó thì gai ghế cũng còn được coi như là 70-80% nha cô chú và anh chị. Đây chiếc xe màn hình thì quý anh chị thấy đồng sơn si, nội thất rất là ok, thích hợp cho tất cả các anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, vừa đi vừa đẩy và điều xịn sò dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ngon lành luôn ha. Nước sơn con xe này thì không thể gì mà bằng cãi được anh chị ha. Nói chung là 38 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay một con xe rất là sạch sẽ. Nói chung là sạch nước cảng anh chị. Nước sơn em nó mang màu trắng. Xe này thì em cũng mới vừa thu hồi về lại ở ngoài Phú Yên về. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống nội thất đồng sơn si của em nó. Nội thất bên trong của em nó thì nhìn cũng rất là sạch sẽ anh chị. Đây anh chị thấy không? Ngon lành cành đào, xe số sàn, tắp bi tắp lô nè anh chị thấy nè, bốn cánh cửa nè, đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Thì theo năm tháng thì em nó cũng te tua tàn tạ, xấu xấu bẩn bẩn, cũ mục rất nát nhưng vẫn còn xài được nha quý anh chị. Đây 38 triệu đồng mà thôi, thích hợp anh chị lấy về tập chạy tập lái. Xe máy móc lạnh lẽo ngon lành, tay lái trợ lực, kính bấm, cửa nẻo anh chị thấy nè, đó, đóng rất là khít. Bốn tắp bi thì nói chung là ok sạch sẽ. Với một số tiền thì 38 triệu đồng thì quý anh chị thay thế một chiếc xe Honda lấy về đi chợ đi búa vòng vòng đó. Keo chỉ thì em nó cũng có chỗ còn chỗ mất, nói chung là rin mà rin tuyệt đối thì không thể nào lên được. Ngoài xe này thì quý anh chị cũng đừng có hỏi là nó phải đòi sơn zin như thế này, tại vì số tiền chỉ có 38 triệu đồng là anh chị sở hữu ngay một dàn nội thất rất là sạch sẽ, nước sơn rất là ngon lành, chân bọng thì chân nỉ vẫn còn rin nguyên bản theo nhà sản xuất đó, anh chị thấy không đó. 38 triệu thay thế một chiếc xe Honda cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ ngon lành. Quý anh chị của chú nào yêu quý con xe này cứ xin vui lòng liên hệ với em ha. Đó, đèn bọng rất sáng, bản số đang đeo là bản số ở Nha Trang luôn nha cô chú và anh chị. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống dàn gầm và máy của em nó như thế nào ha anh chị ha. Đấy, kính kiết thì em nói là vẫn bấm hoạt động bình thường, mọi chức năng con xe này thì đang là ok hết. Đèn còi xi nhan các kiểu con là điệu, tay lái trợ lực, máy móc đồng sơn si sạch sẽ. Chỉ có 38 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay một con xe này. Đây là hệ thống khoang máy của em nó nha cô chú anh chị. Máy thì nổ rất là thì thầm, rất là ngon lành. Và đặc biệt là dung tích xi lanh của em nó chỉ có là 1.6, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít xăng trên 100, 6-7 lít xăng trên 100 cây số. Con xe này xài là full xăng điện tử nha anh chị nha. Ở trong quá trình vừa rồi thì đăng kiểm thì anh chị cũng biết rồi, cũng rất là khó khăn, thì những xe này vẫn là đăng kiểm trong cái thời gian là khó nha anh chị. Đây, vú bò của em nó đây anh chị, bình bọc mới. Đó, tay lái trợ lực, kính bấm, số sàn, đồng sơn si nội thất. Ok. Máy móc của con xe này nổ cực kỳ êm nha cô chú anh chị. Đề một phát là ăn ngay. Đây, anh chị nghe tiếng máy của em nó nổ rất là tích tắc, rất là êm, không hòa ra, không nổ hơi của em. Xe này bao nhiêu chút chị chắc từ Bắc Nam, Nam Bắc nha chị ha. Đó, máy móc rất khô ráo, anh chị thấy không? Hơi hát là bao nhiêu chút, không nổ hơi của em đâu. Đó, nó còn là cái nào không? Chỉ có 38 triệu đồng mà thôi. Xe này là quốc sản xuất đời 2000, bao trận Nam Bắc, Bắc Nam. Ở xe này thì mấy anh em cũng có tiếng là vào. Và bây giờ với số tiền 38 triệu đồng thì anh chị một sự lựa chọn cho chiếc xe Dacia Note này. Đó, anh chị nào yêu quý thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798 22220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vui lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình, hoặc là miền Tây, miền Trung thì alo em sẽ có tài xế ship tận nhà. Và đây là hệ thống dàn khoang gầm của em nó. Đây là gầm bệ anh chị thấy không? Gầm bệ em nó nhìn cũng rất là cứng cáp, rất là chắc chắn anh chị ha. Trong thời gian vừa rồi đi đăng kiểm thì cũng rất là khó khăn. Những chiếc xe cỏ bây giờ mà đang còn đăng kiểm được thì cô chú anh chị cứ hình dung là em nó phải rất là ok thì bên trung tâm đăng kiểm người ta mới cho ha. Đăng kiểm cái này cực kỳ khó lắm anh chị, không có dễ như ngày xưa. Đó, đồng sơn si nội thất sạch sẽ, em nó trắng non trắng nõn trắng nè luôn. Đó, đẹp chi, đẹp lạ, đẹp lùng, chung vô mùng vẫn còn đẹp luôn. Đây, đây là hệ thống dàn gầm ở bên phụ nha cô chú và anh chị. Đây, gầm bệ nè, cứng cáp nè, anh chị thấy không? Mục mọt thì kêu mà tuyệt đối thì kêu là không thể nào, nhưng nói chung là cũng có mục lấm tấm, nhưng nói chung là vẫn còn chấp nhận được, đi đăng kiểm được vẫn là ok nha anh chị. Nói chung gầm con xe này thì nhìn cũng còn khá là sò, khá là ok. Nước sơn sạch sẽ đẹp,
chỉ có 38 triệu đồng thôi. Và đây lần tiên có chú anh chị đến với kênh của em, thì chú chị xin vui lòng những nút đăng ký kênh và những chuông sau góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở...